Đấy, xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại video của em ngày hôm nay. Đấy thì hôm nay em lên nhanh cho anh em một cái dây quang học. Đấy, nhiều anh em gọi là dây quang optical. Đấy, optical hai đầu. Đấy thì dây này thì là dây bại Mỹ, hãng này là hãng Hotech. Đấy, Hotech thì theo theo em đọc là Hotech nhưng chẳng may em đọc sai. Đấy thì anh em cứ thông cảm cho em nhé. Đấy, Hotech đây, em không biết là đọc là Kolteka này. Đấy thì dây này bên ngoài thì nó là cái một cái lớp nhựa chống va đập mà dây rất là mềm. Đấy, anh em nhìn dây quang mà em làm vo như thế này thì anh em phải biết là dây nó bền như nào. Dây này dây bại Mỹ mà đầu nó đầu kim loại hoàn toàn anh em nhé, đầu kim loại hoàn toàn. Đấy, em đập cho anh em nhìn này, đầu kim loại cứng đấy, mà đầu nó đầu đầu mạ mạ vàng này. Đấy thì tiện hôm nay em sẽ lê cách chỉ cách cho anh em cách test test cái dây quang. Đấy, và test như thế nào thì đây anh em có thể dí một cái đầu, anh em test dây quang rất đơn giản thôi. Anh em bật cái flash của cái điện thoại lên. Đấy, bật cái flash của cái điện. Bây giờ em sẽ để cái điện thoại trên cái gậy treo này để em quay cho anh em nó dễ hơn. Đấy, vừa xong thì em vừa để xong. Đấy thì dây này là dây dây này thì là dài 1,5 m, 1,5 m. Đấy, anh em nào đang xài ví dụ xài DAC dài, xài mấy con giải mã này. Đấy, tiện đây em cũng lên cho anh em nhìn. Đấy, xài những mấy con giải mã này, giải mã âm thanh ấy. Đấy thì anh em đừng quên nâng cao nâng cấp cho cái những con giải mã này, những cái dây quang anh em nhé. Đấy, tất cả đầu đều có cái đầu optical này. Đấy, anh em thay thế cắm từ trực tiếp từ TV xuống, nó rất đơn giản thôi. Đấy, hầu như con DAC nào cũng có optical hết anh em nhé. Đấy, để cho âm thanh nó ra hay nhất, đấy, chuyên nghiệp nhất thì anh em nên chọn lựa cho anh cho cái dàn âm thanh mình cái dây quang nó bền một chút và nó hay một chút. Đấy, như em để đây. Đấy, anh em nhìn. Đấy, ánh sáng nó đều, nó sáng. Nó càng sáng thì cái âm thanh nó ra càng chuẩn anh em nhé. Nó sẽ không bị chậm như anh em chơi những cái dây 3.5. Đấy, những cái dây dây thông thường thì cái đường truyền của ánh sáng này nó là ra rất là chuẩn, ra rất là nhanh, không bị chậm, không bị treo anh em nhé, không bị rè, không bị ù. Nên là anh em chọn lựa những cái dây quang phải tốt một chút. Đấy thì hôm nay em mới khai thác được những cái dây quang này của Hotech. Em đọc là Hotech, Kotech, không phải Kotech. Đấy, không phải Kotech, em đọc là Hotech. Máy mà nó rất là mềm thôi, nó rất là mềm. Với giá chỉ có 185.000 đồng anh em nhé, chưa bao gồm phí ship. Đấy, chưa bao gồm phí ship. Anh em nào quan tâm thì cái mẫu dây quang Hotech này, đấy thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 872 916. Đấy, 032 872 916 cũng là số Zalo của em luôn nhá. Đấy anh em, dây này cực kỳ mềm, dài 1,5 m. Đấy, dài 1,5 m. Có một lớp ngoài nó là một lớp nhựa này, có một lớp nhựa chống va đập ở ngoài này, anh em nhìn này. Đấy, và trên dây nó có chiều ra và chiều vào, em cố bắt hết cho anh em nhìn. Đấy, đây. Em vừa nhìn thấy xong mà dây này nó hơi bị khó bắt nét một chút. Đấy. Đấy, anh em nhìn này. Hi-Fi audio anh em nhé, Hi-Fi audio Hotech. Đấy, và có chiều này, anh em nhìn kỹ ở đây là có chiều ra, chiều vào nhá. Thì cái dây này là dây chuyên nghiệp để dùng cho audio. Thì anh em cứ cắm theo chiều. Đấy, đây là chiều ra, ví dụ anh em cắm từ âm ly từ TV xuống DAC thì anh em cắm từ cái chiều này. Đây là cái chiều xuống DAC anh em nhé. Đấy, Production này, Pro này. Đấy, em lại cố bắt nét cho anh em nhìn. Digital. Đấy, đấy, cái chữ này tiếng Anh em không đọc được. Đấy, đây là chiều ra này. Đấy, Digital Optical này, Optical. Đấy, Pro. Đấy, Video. Đấy, Digital Cap. Đấy, nó để mà nó đây là một cái dây bãi bên em mình khai thác được, nó rất là chuyên nghiệp dành cho những anh em nào quan tâm. Đấy, về độ bền và cái độ chính xác, về cái độ chuẩn xác của cái dây này thì bên em đã test rồi. Đấy, em mới khai thác được và lên cho anh em với mức giá chỉ có 185.000 đồng anh em nhé, chưa bao gồm phí ship. Đấy, anh em liên hệ trực tiếp với em nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay.
Đấy, anh em đừng quên đăng ký kênh của em nhé để nhận được những video mới nhất. Em sẽ lên liên tục cho anh em những cái mẫu dây mới nhất, hay nhất đấy, để anh em chơi Tết nó hoàn hảo nhất, nó trọn vẹn nhất nhá. Ok, xin chào và gặp lại tất cả anh em.